Chân Mệnh Đế Tiên cũng là tiên võ truyền kỳ, tập 544. Hố 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 đen, không không không. Kỳ Vương sợ hãi toàn thân run lên lập cập. Phản ứng này rất phù hợp với người lần đầu tiên vào hố đen. Kinh ngạc, sợ hãi, tò mò và lo sợ về những điều chưa biết. Hắn ta không nói thêm gì nữa, chỉ không ngừng xuất linh châu chiếu sáng ra, ôm chặt cánh tay Diệp Đế Hào. Tuy rất muốn ra ngoài, nhưng nghĩ đến cảnh tượng đáng sợ bên ngoài, hắn ta lại từ bỏ ý định. So với bên ngoài kia, nơi đây không một bóng người, ít nhất không nguy hiểm tới tính mạng. Hố đen không gian chìm vào yên lặng chết chóc. Diệp Đế Hào suy nghĩ hồi lâu, chẳng những không nghĩ ra được lý do, ngược lại càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu. Cuối cùng, anh quyết định không nghĩ nữa. Anh đứng dậy, nhét Kỳ Vương vào hỗn độn thần đỉnh, rồi bay về một hướng. Mục đích là tránh xa luyện ngục từ trong hố đen. Ít nhất cũng phải tìm một nơi an toàn để đi ra ngoài. Nhưng cuộc hành trình này không hề bình yên. Hố đen vẫn nguy hiểm như mọi khi. Còn chưa đi được bao xa, anh đã gặp một sự tồn tại đáng sợ. Đó là một cánh tay đẫm máu, lộ ra khí tức hủy diệt. May mà anh tránh được nhanh, nếu không chắc chắn sẽ bị sát khí từ cánh tay đó nghiền nát. Anh đi vòng cách cánh tay đẫm máu ấy rất xa, một lần nữa chạy trốn, luôn luôn cảnh giác với sự nguy hiểm từ tứ phía. Thế giới bên ngoài quả nhiên sóng to gió lớn, luyện ngục sục sôi, đế uy lan tràn ra khắp nơi. Rất nhiều thế lực lớn phái người đi điều tra, nhưng không điều tra ra manh mối. Khi họ đến thì luyện ngục đã yên tĩnh trở lại, nhưng khi đế uy tản ra, vẫn có không ít người gặp nạn, hóa thành tan tàn tro. Trời đã về đêm, những người đi điều tra lần lượt trở về. Ngự không bay rất lâu mới đáp xuống cổ thành gần luyện ngục nhất, mượn truyền tống trận của thành để về báo tin. Đây là một thành cổ hùng vĩ uy nghiêm, cổ thành về đêm vẫn rộn ràng náo nhiệt. Nhìn từ xa, cả cổ thành được treo đầy lồng đèn đỏ, càng tô điểm thêm vẻ lộng lẫy cho cổ thành. Trung tâm cổ thành là một phủ đệ. Phủ đệ cũng trăng đèn kết hoa, đầu đầu cũng thấy lụa đỏ. Bởi trong nhà có chuyện vui, thần tử của gia tộc kết hôn, tổ chức cực kỳ phô trương. Đêm khuya, ngọn nến đỏ lung linh trong phòng tân hôn, cả căn phòng đầy sự lãng mạn. Tân nương đang ngồi bên giường, trùm khăn đỏ trên đầu, chỉ là gió xuân không hiểu ý, thổi bay khăn trùm đỏ, lộ ra dung nhan tuyệt thế của cô. Vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành, nhưng nhìn kỹ thì thấy đôi mắt đẹp của cô thờ ơ, thậm chí là lạnh lùng. Đây không phải là vẻ mặt mà một tân nương phải có. Dường như không phải gả cho người cô yêu, mà là gả cho kẻ thù. Cô đúng là tân nương, nhưng lại bị tín niệm giam cầm. Trên người có hơn chục phong ấn, pháp lực chân nguyên đều bị phong cấm, đến khả năng di chuyển cũng bị phong cấm. Tân nương này xinh đẹp, thoạt nhìn khá quen, nhưng nếu nhìn kỹ thì thấy đúng là quen thật. Ít nhất nếu Diệp Đế Hào ở đây, chắc chắn anh sẽ nhận ra, bởi cô là người chuyển kiếp mà anh cực kỳ quen thuộc. Có tiếng kẽo kẹt vang lên, cánh cửa mở ra, một thanh niên tóc tím mặc áo đỏ bước vào. Ấn tượng đầu tiên mang lại cho người ta là vẻ yêu dị trong nụ cười bỡn cợt, còn mang theo vẻ tà mị. Nóng lòng không đợi được nữa rồi à, mà tự mình cởi khăn trùm đầu thế? Thanh niên tóc tím nhếch môi, xé toạc áo tân lang trên người, chậm chậm đi tới, nâng cằm tân nương lên, hứng thú nhìn dung nhan tuyệt thế. Nàng sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu. Ta đã đồng ý với ngươi, ngươi không được thất hứa, không được gây khó dễ cho gia tộc và người trong tộc của ta nữa. Tân nương mấp máy môi, giọng điệu lãnh đạm, ánh mắt lạnh nhạt, không có chút cảm xúc. Biết trước có ngày hôm nay thì sao trước kia còn làm như vậy? Thanh niên tóc tím mỉm cười để lộ hai hàm răng trắng. Hắn ta cười lớn chẳng chút dè chừng, cười một lúc lâu bỗng nhiên im bặt. Hắn ta đẩy cô ngã xuống giường, sau đó nhào tới như một con sói độc ác, xé váy cưới của cô. Tần nương nhắm mắt lại, khóe mắt có giọt lệ chảy dài trên gò má xinh đẹp thê lương. Nhưng đúng lúc này một bóng người chợt xuất hiện trong phòng tân hôn, không đứng vững, ngã nhào xuống đất.
Có lẽ là thân thể quá nặng khiến cả căn phòng rung lên. Người này chính là Diệp Đá Hào. Anh đi ra từ trong hố đen, hơn nữa dáng vẻ còn chật vật thảm hại. Anh đã gặp phải sự tồn tại đáng sợ. Vốn định bay thêm một đoạn nữa nhưng lại không thể không ra ngoài ngay lập tức. Anh chậm rãi đứng dậy, hai mắt đảo qua trái phải, nhìn ngọn nến đỏ bên trái, liếc tấm rèn đỏ bên phải. Cách cả bài trí như thế này hiển nhiên là phòng tân hôn. Nhìn mãi, Diệp Đại Hào bất giác hô lên. Anh vô thức quay đầu nhìn vào chiếc giường tân hôn. Ập vào mắt anh chính là cảnh tượng đầy hương sắc. Tân nương như hoa như ngọc bị tân lang đè xuống, bộ y phục cũng bị xé toang để lộ ra phần da thịt trắng nõn nà. Đôi mắt Diệp Đại Hào sáng bừng lên. Dung nhan tuyệt thế của tân nương kia thực sự khiến người ta động lòng. Đúng là đến sớm không bằng đến đúc đúc, lại còn gặp được người chuyển kiếp, vận may không hề tồi. Lại nhìn sang tên thanh niên tóc tím, hắn vẫn ở trên tân nương, giữ tư thế như muốn lao vào vồ vập tân nương bất cứ lúc nào. Đôi mắt yêu dị thẫn thờ nhìn Diệp Đá Hào như muốn nói, mẹ kiếp, cái tên này chui từ đâu ra vậy? Tân nương cũng không ngoại lệ, cô kinh ngạc nhìn Diệp Đá Hào, cũng không biết anh từ đâu chui ra. To gan! Bầu không khí tĩnh lặng cuối cùng cũng bị tiếng gằn giọng của tên thanh niên tóc tím phá vỡ. Tên này lật người nhảy xuống khỏi giường tân hôn, trong tay còn có thêm một cây đao chém thẳng về phía Diệp Đá Hào. Thật không có quy củ gì cả. Diệp Đá Hào né người, một chưởng tung ra đánh ngã nhào tên kia xuống đất. Tiếp theo là ba đạo phong ấn mạnh mẽ khiến pháp lực và chân nguyên của hắn đều bị phong cấm. Cùng lúc đó, anh còn xuất ra kết giới trận pháp ngăn cách căn phòng với thế giới bên ngoài. Vốn dĩ anh không muốn làm hỏng chuyện vui của người khác, nhưng cảnh tượng động phòng này thực sự quá dị thường. Tân nương bị phong cấm lại ê chề nước mắt, vẻ mặt bi thương. Còn tân lang thì còn như con ác thú xé toạc bộ y phục tân nương. Trong này ắt có nội tình khác. Anh là một kẻ thông minh đến bậc nào, sao có thể không nhìn ra tân nương đang bị áp bức? Đã bị áp bức thì anh đương nhiên không thể ngó lơ. Lại còn muốn bắt nạt người chuyển kiếp trước mặt ta sao? Nằm mơ đi. Người đâu? Bắt hắn lại cho ta. Tên thanh niên tóc tím gào thét như một con chó điên. Thế nhưng bên ngoài lại chẳng một ai nghe thấy được tiếng gào thét của hắn, bởi vì Diệp Đá Hào đã ngăn cách với thế giới bên ngoài bằng phong cấm. Ồn ào. Diệp Đá Hào giáng một cái bạt tai tớn, đến cả cái miệng của tên này cũng bị phong cấm luôn. Cho đến lúc này anh mới phất tay giải phong cấm cho tân nương xong xuôi, còn không quên lấy ra tấm áo khoác ngoài che đi phần cơ thể bị lộ ra của tân nương. Anh cho rằng hành động của mình cũng rất quân tử. Ngươi là ai? Tân nương ôm lấy cơ thể mảnh mai của mình và nhìn Diệp Đá Hào với ánh mắt đầy phòng bị. Gọi ca ca là được. Diệp Đá Hào mỉm cười phất tay cho tân nương vào trong hỗn độn thần đỉnh. Ngươi... Tân nương há miệng nhưng còn chưa kịp nói lời nào thì đã thấy một đạo tiên quang bay vào trong thần đỉnh, bay thẳng vào trán nàng, cứ thế len lỏi vào từng phần ký ức bị phong cấm trong sâu thẳm tâm hồn cô. Tiếp theo đó, tiếng thét đau đớn vang lên, cơn đau khiến thần trí cô hỗn loạn. Được lắm, lại có thêm một người nữa. Kỳ Vương cũng ở trong hỗn độn thần đỉnh dụi chân liên tục. Cả chặng đường tới đây hắn đã được chứng kiến rất nhiều. Chỉ cần là người mà Diệp Đá Hào gãy tiên quang vào thì đều mang theo vẻ mặt đau đớn, xong xuôi thì lại bật khóc thút thít. Bên ngoài, Diệp Đá Hào đã lấy đi túi đựng đồ của tên tóc tím. Ngoài ra, để lại cho hắn bộ quần áo thì tất cả anh đều lấy hết sạch đi. Đến cả ngọc bội ở hông cũng không ngoại lệ. Khuôn mặt tên thanh niên tóc tím hung tợn thấy rõ. Mặc dù bị phong cấm nhưng đôi mắt hắn vẫn hằn lên từng đường tơ máu. Hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Đá Hào, khó có thể kiềm chế được sự bạo tàn và sát khí đằng đằng đang trỗi dậy trong lòng. Diệp Đá Hào liếc nhìn tên này một cái rồi cứ thế ngó lơ. Ức hiếp vào đúng người chuyển kiếp của ta. Lão tử đây không cho ngươi một chưởng chết luôn đã là may cho ngươi lắm rồi, còn dám thể hiện sát khí với ta sao? Tiếp theo, anh cũng tỏ ra rất nhàn rỗi. Anh tìm một chỗ thoải mái nghỉ ngơi, lấy ra vò rượu, vắt chân lên thưởng thức rượu rau bôi của tân lang và tân nương còn chưa kịp uống. Chúng ta có đi không? Trong hỗn độn vang lên tiếng của Kỳ Vương.
cướp tân nương của người ta mà còn có tâm trạng ở đây uống rượu. Ngươi không sợ lão tổ nhà người ta tới giết ngươi đi à? Đi, đi đâu chứ? Diệp Đại Hào trút một ngụm rượu rồi rót một đầy ly. Đi ra ngoài chứ đi đâu? Kỳ Vương mắng chửi, vào hố đen không gian lần nữa, vào sớm thì an tâm sớm. Hố đen không gian có gì vui đâu mà ngươi không biết chứ? Diệp Đại Hào chậm rãi lên tiếng, có trời mới biết cái thứ đó còn ở đó hay không. Bị truy đuổi cả một chặng đường, ta không muốn gặp lại nó lần nữa đâu. Suýt thì ta quên mất. Kỳ Vương đột nhiên giật bắn mình, trong đầu bất giác hiện lên cảnh tượng mà trước đó gặp phải trong hố đen không gian. Đó là tà vật mạnh đến mức kinh người. Cũng may Diệp Đại Hào chạy nhanh, nếu không thì đã bị nuốt chửng rồi. Hố đen không gian quả nhiên là nguy cơ luôn luôn bủa vây. Đợi thêm một chút nữa đã. Diệp Đại Hào lãnh đạm lên tiếng, không tìm được chúng ta thì nó sẽ rời đi. Nghe cũng đáng tin đấy. Kỳ Vương đáp lại lời rồi nằm bò ra đất, chợp mắt ngủ một lúc. Hắn vừa nhắm mắt thì cơ thể tân nương thôi run rẩy, ánh mắt nhòe nước mắt. Dù cách cả đại đỉnh nhưng cô vẫn thẫn thờ nhìn Diệp Đế Hào với vẻ mặt khó tin. Diệp Đế Hào, thất tịch thánh nữ, lâu rồi không gặp. Diệp Đế Hào nghiêng đầu mỉm cười. Người được gọi là tân nương chính là thánh nữ của Thái Thanh Cung kiếp trước, còn có cái tên đầy ngụ ý chính là Từ Nặc Nghiên. Ta, sao ta còn sống chứ? Từ Nặc Nghiên chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, rõ ràng cô đã chết, lại còn chết ở Bắc Chấn Thương Nguyên, nói chính xác hơn là chết trong sự bi thương của Cơ Tuyết Băng. Xảy ra quá nhiều chuyện. Diệp Đại Hào mỉm cười xuất ra một luồng thần thức xâm nhập vào trán cô. Rất nhiều lời giải thích đều nằm ở trong thần thức này. Hơn 200 năm trước, sau khi Thiên Ma xâm phạm không lâu, cô đã qua đời. Mọi việc sau đó cô đương nhiên không biết, ví dụ như chuyện Đại Đế Thiên Ma sau này. Từ Nặc Nghiên kinh ngạc, thẫn thờ đứng đó như hóa đá, cơ thể cô bất giác run lên. Từng cảnh tượng xuất hiện bên trong luồng thần thức kia chính là thiên địa tăm tối, sơn hà rộng lớn nhuốm đỏ máu, vô số tu sĩ bỏ mạng trên mảnh đất này. Cô cảm thấy hết sức khó tin, cũng không dám tin sau khi mình qua đời lại có nhiều chuyện bi thương đến như vậy. 90 triệu anh hồn của đại sở vì chống lại thiên ma mà đã phải bỏ mạng gần như toàn bộ. Trong chốc lát, đôi mắt cô trào nước mắt. Cô lặng lẽ quan sát Diệp Đại Hào. Chính là anh đã trảm diệt đại đế, mở ra đường máu cho đại sở. Trên chặng đường chinh chiến cô độc đó, anh đã tới chư thiên vạn vực này. Cô ấy thì sao? Từ Nặc Nghiên rũ mắt mím môi. Cô ấy là nữ tử thì cô hà tất phải vậy? Diệp Đại Hào bất giác mỉm cười lắc đầu. Ta chỉ hỏi thôi mà. Từ Nặc Nghiên nói với giọng buồn bã, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, lau đi nước mắt. Rảnh rỗi thì cô có thể tới thánh địa giao trì. Diệp Đại Hào đáp lại một câu như có như không. Cơ Vô Trần của cô chính là thần nữ giao trì, danh hiệu Đông Thần. Thần nữ giao trì? Từ Nặc Nghiên kinh ngạc. Câu này thực sự vượt ngoài trí tưởng tượng của cô. Kiếp này cô ấy có phần khác biệt, như là một con mọt sắt ấy. Diệp Đại Hào lại nhấp một ngụm rượu. Khác với người chuyển kiếp khác của đại sở, ở chỗ ta không cách nào mở được phong cấm ký ức cho cô ấy. Vì sao lại như vậy chứ? Từ Nặc Nghiên thốt lên. Là do bản thân cô ấy có vấn đề gì sao? Nhất định là do bản thân cô ấy có vấn đề. Diệp Đại Hào mỉm cười bất lực. Thôi, cứ thuận theo tự nhiên đi. Nghe nói hai người rất nổi tiếng trong đại hội giao trì. Từ Nặc Nghiên nhìn Diệp Đại Hào với ánh mắt đầy hứng thú. Hoàng cổ thánh thể vẫn khí thế thôn tính bát hoang. Đông Thần giao trì vẫn phong hoa tuyệt đại như kiếp trước. Cả hai người cho dù là kiếp trước hay kiếp này thì đều rất xứng đôi đó. Là tạo hóa trêu người sao? Cô đang nói bản thân mình thì phải. Diệp Đại Hào mỉm cười. Trời cao cũng trêu đùa với tình cảm của cô. Một Cơ Tuyết Băng nữ giả nam trang lại khiến cô quyến luyến cho tới tận kiếp này sao? Hồng Trần cũng thật nực cười. Từ Nặc Nghiên không phản bác nhưng lại mỉm cười thê lương. Bảo bối, có bảo bối. Cô vừa dứt lời thì Kỳ Vương trong đại đỉnh đã nhảy dựng lên, đôi mắt lừa to lộ sáng quắc lên, nhìn thông qua đại đỉnh về phía phủ đệ. Bảo bối cái đầu ngươi, đi thôi. Diệp Đại Hào đứng dậy tung một chưởng
đánh ngất tên thanh niên tóc tím, rồi nhét hắn vào trong hỗn độn thần đỉnh. Anh muốn dùng thiên đạo thoát thân, không muốn chuốc thêm nhiều rắc rối. Mẹ kiếp, đó là cửu dương tiên thiết. Kỳ vương cuống lên, nhảy chồm chồm nhìn Từ Nặc Nghiên ở một bên với vẻ mặt kỳ quái. Cái con lừa này đúng là chỉ muốn theo ý mình. Cửu dương tiên thiết. Diệp Đào đang định đi thì nhướng mày lên, rồi lại dừng lại. Nếu trách, chỉ có thể trách tiên thiết kia quá quý giá, thậm chí còn hơn cả phần mà thần tử man tộc đưa cho Diệp Đào ở đại hội giao trì. Tiên thiết cấp độ đó rất được hỗn độn thần đỉnh yêu thích. Người có chắc chắn đó là cửu dương tiên thiết hay không? Diệp Đào nhìn Kỳ Vương, đừng đánh giá thấp khả năng của ta. Kỳ Vương ngẩng đầu rất cao, tìm về chơi sao? Diệp Đào có vẻ động lòng, tiên thiết là vật có thể gặp mà không thể cầu, huống hồ là cửu dương tiên thiết chí cương chí dương, nếu như hỗn độn thần đỉnh hấp thu thì uy lực sẽ tăng lên bội phần. Đời đã, trong lòng có sẵn ý định, anh chậm rãi nhắm mắt. Lâu như vậy rồi mà không thấy có các cao thủ trong phủ đệ này muốn cướp bảo bối, ít nhất thì cũng phải làm rõ trận dung của đối phương. Nếu như có đại thánh trấn thủ thì có ngu mới đi tìm rắc rối cho bản thân. Nhà họ Dương có chuẩn thánh vương, không phải một mà là hai người. Từ Nặc Nghiên chêm lời, e rằng không phải chỉ một người. Diệp Đại Hào chậm rãi mở mắt, trong đôi mắt còn lóe lên tinh quang. Bên trong phủ đệ này quả thực có chuẩn thánh vương, nhưng không phải chỉ hai người mà là tới ba người. Không chỉ hai người sao? Từ Nặc Nghiên cau mày, cô đương nhiên nghe ra ý tứ trong lời nói của Diệp Đại Hào, đó là trong phủ đệ này ít nhất có ba chuẩn thánh vương. Đây là một bí mật động trời. Kỳ Vương, nói chính xác vị trí đi. Diệp Đào hỏi Kỳ Vương, anh đã chuẩn bị tư thế đi cướp bảo vật rồi. Phía đông nam. Kỳ Vương phối hợp rất ăn ý, hắn nói vị trí chính xác cho Diệp Đào. Diệp Đào nhận được thông tin, lập tức trốn vào không gian hư vô, ẩn đi sát khí toàn thân. Cứ thế, chạy một mặt về một hướng. Anh không thể đánh được ba chuẩn thánh vương, nên đành lén đi thì vẫn hơn. Ở bên ngoài, thị vệ canh gác phía trước cửa động không phát hiện ra, nhưng trong lòng lại tỏ ra hoài nghi. Từ khi thánh tử của bọn họ vào trong đó đã lâu rồi, vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Chắc có gì đó khác thường. Khi tìm kỹ thì mới thấy kết giới bao trùm toàn bộ căn phòng, ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Tất cả lần lượt ho hắn, bọn hắn tưởng rằng là thánh tử bày bố kết giới ngăn cách, mục đích chẳng phải muốn người ngoài không thể nghe lén và không thể nhìn lén cảnh tượng xuân sắc giữa tân lang và tân nương hay sao? Phía bên này, Diệp Đào vẫn đang dò dẫm đi trong hố đen không gian, né qua thần thức mạnh mẽ, đang đảo đi đảo lại. Cho tới lúc này, anh mới nhìn rõ phủ đệ này, bên trong hình thành cả một thế giới, vả lại còn là thế giới khổng lồ với ba đỉnh núi sừng sững, mây và sương quấn quanh, khắp nơi đều có thể thấy cấm chế khủng khiếp bao trùm. Hôm nay chỉ có tập này thôi.